Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Người giàu Việt Nam đầu tư nhập tịch để ra đi. Ngày 1 tháng 3, BBC Tiếng Việt nêu vấn đề vì sao người giàu Việt Nam đổ tiền đầu tư nhập tịch. Bởi theo Henley and Partner, một công ty chuyên về đầu tư di cư, khách hàng Việt Nam đứng thứ tư toàn cầu về số lượng đơn đăng ký chương trình đầu tư nhập tịch. BBC dẫn dự báo của công ty tình báo tài sản toàn cầu New Worldwide ở Nam Phi cho rằng Việt Nam sẽ là nước có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất thế giới, 125% trong thập niên tới, theo sau là Ấn Độ. Và đây là hình bài trên BBC. Thuật ngữ tăng trưởng tài sản đề cập đến sự tăng hoặc giảm số lượng triệu phú trong một khoảng thời gian nhất định tính theo tỷ lệ phần trăm. BBC cũng dẫn báo cáo của tổ chức New Worldwide tính tới tháng 12 năm 2023, Việt Nam có 6 tỷ phú, có 19.400 người sở hữu tài sản trên 1 triệu đô la và có 58 người có tài sản trên 100 triệu đô la. Theo đó, ông Andrew Amoy, trưởng bộ phận phân tích từ New World Health cho biết, trong vòng một thập kỷ, từ năm 2013 đến năm 2023, Việt Nam giữ vị trí quán quân với mức độ tăng trưởng tài sản là 98% và dự kiến tăng nhanh hơn Trung Quốc trong một thập niên tới đây. Tuy nhiên, ông Amoy lưu ý rằng, Việt Nam có khởi điểm tài sản bình quân đầu người ở mức thấp hơn Trung Quốc, nên tốc độ tăng trưởng tài sản dễ dàng hơn. Nhưng cùng với mức tăng trưởng tài sản cao nhất, Việt Nam cũng được ghi nhận về lượng đơn đăng ký chương trình đầu tư nhập tịch tăng đột biến. BBC cho biết, với xếp hạng khá thấp, người cầm hộ chiếu Việt Nam thường gặp khó khăn trong vấn đề xin visa ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh hoặc khói Schengen. Và đây là hình xếp hạng hộ chiếu Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2024. BBC dẫn lời ông Von Leck, giám đốc kinh doanh của Henley Partner cho hay, hộ chiếu yếu cũng gây bất lợi lớn cho những người đi lại với mục đích làm ăn. Không những phải xin visa để nhập cảnh, đôi khi họ, tức doanh nhân Việt Nam, còn bị từ chối các visa vì những lý do hành chính ngớ ngẩn. Do đó, họ chắc chắn quan tâm đến các chương trình di cư đầu tư để tiếp cận các hộ chiếu quyền lực hơn, Ông Bonleck nói, theo BBC, để tham gia vào các dự án đầu tư định cư, người ứng tuyển phải chi số tiền từ khoảng 100.000 đô la tới 400.000 đô la, tức gần 2,5 đến 9,9 tỷ đồng. Với các hồ sơ đầu tư định cư, chính phủ quốc gia nhận khoản đầu tư định cư sẽ thực hiện các bước thẩm định chuyên sâu. Những cá nhân được duyệt sẽ được cấp quốc tịch và hộ chiếu. BBC cho hay, một lý do quan trọng khác mà người giàu Việt Nam tham gia những chương trình đầu tư quốc tịch này. Đó là cơ hội giáo dục cho con cái. Trong đó nổi bật là chương trình EB5 của Mỹ hoặc tham gia khởi nghiệp ở Canada. Và đây là hình hồ sơ Cyprus nêu đích danh ông Phạm Phú Quốc và ông Phạm Nhật Vũ đầu tư để có quốc tịch tại Cộng hòa Cyprus. BBC dẫn ý kiến của tiến sĩ kinh tế Huỳnh Thanh Điền nhận định rằng nhiều quốc gia có chính sách cấp quốc tịch rất thoáng và sẽ dẫn đến những hành vi phạm tội trục lợi như rửa tiền hoặc nguồn tiền từ tham nhũng. Về vấn đề này, ông Vollet đánh giá quá trình kiểm tra nguồn tiền là khó khăn nhất. Chúng tôi muốn đảm bảo không có hoạt động rửa tiền nào được thực hiện, số tiền được sử dụng phải là tiền sạch, thu được nhờ kinh doanh hợp pháp hoặc thừa kế. Quá trình thẩm định này được chính phủ các nước liên kết với nhiều cơ quan quốc tế như Interpol, tức cảnh sát hình sự quốc tế. Sau đó, người tham gia chương trình thường phải cung cấp giấy tờ có xác minh đóng dấu từ phía cảnh sát. Tuy nhiên, ông Vonleck cho biết không phải quy trình thẩm định của công ty nào cũng nghiêm ngặt giống như nhau. Vì vậy, người trợ khẩu sơ ở chỗ công ty ông có thể đến nơi khác nộp. Ông cho biết thêm quy trình xét duyệt người có quốc tịch Việt Nam vẫn bình thường như những quốc gia khác, không thuộc diện có rủi ro cao hay cần phải tăng cường thẩm định như với người Myanmar hoặc Syria. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người giàu Việt Nam đầu tư nhập tịch để ra đi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vụ án Vạn Thịnh Phát chơi chiêu cắt đuôi tổng trọng có trốn nổi Tô Lâm. Kết luận điều tra của C03 Bộ Công an cho biết, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, đã nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu đô la, tương đương hơn 118 tỷ đồng. Để bao che, bưng bích cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB trong việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người gửi tiền. Công luận đánh giá, điều đó cho thấy cơ chế giám sát của hệ thống quản lý nhà nước về hoạt động của ngân hàng là hết sức yếu kém và có nhiều lỗ hổng nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là cả một bầy sâu trong hệ thống ngân hàng, vì sao đến nay vẫn không xử lý hình sự những người đứng đầu. Và đây là hình vụ vạn thịnh phát, cựu lãnh đạo ngân hàng nhà nước thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại 606.460 tỷ đồng. Báo Dân Trí ngày 29 tháng 2 đưa tin, vụ vạn thịnh phát, cựu lãnh đạo ngân hàng nhà nước thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại hơn 600.000 tỷ đồng. Bản tin cho biết, trong vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, có 5 bị cáo bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đó là các bị cáo Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Võ Văn Thuần, Nguyễn Thị Phi Loan và Phan Tấn Trung cùng là Phó Chánh thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Tính, tổ trưởng tổ giám sát. Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn Dũng và đồng phạm đã có nhiều sai phạm để nhóm Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội. Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Dũng đã gây thiệt hại lên tới hơn 600 000 tỷ đồng. Hãng thông tấn AFP trong một bài bình luận về tập đoàn Hoàng Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan mới đây đã đánh giá bà Lan một đại gia bất động sản và đây là vụ lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Đồng thời, bài báo này cho rằng vụ bê bối của ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát với sự thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đô la đã bộc lộ cho thấy các cơ quan quản lý của nhà nước Việt Nam có sự vô trách nhiệm đến mức đáng ngờ. Theo giới phân tích, bà Lan vẫn dùng thủ đoạn sử dụng tiền của người gửi sau để trả cho người gửi trước. Công luận đã đặt câu hỏi với một hệ thống giám sát chặt chẽ của hàng chục cơ quan quản lý của nhà nước, trong đó có ngân hàng nhà nước, hệ thống an ninh kinh tế của Bộ Công an. Tại sao lại để bà Trương Mỹ Lan hoành hành như chỗ trốn không người suốt nhiều năm như vậy? Và đây là hình cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng, người được cho là liên quan sâu đến vạn thịnh phát. Sự sơ hở do chủ ý đã tạo điều kiện cho bà Lan biển thủ khoảng 12,5 tỷ đô la từ ngân hàng SCB. Đó là chưa kể đến số tiền 30.000 tỷ đồng, tương đương với 1,20 tỷ đô la liên quan tới việc gian lận phát hành trái phiếu. Giới quan sát đặt câu hỏi vì sao còn quá nhiều điều nổi cộm chưa được làm rõ ở vụ án thì lãnh đạo Việt Nam lại cho dừng cuộc điều tra đã dừng lại ở đó. Tương tự, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã đưa ra một thắc mắc và đặt câu hỏi đang chú ý vì sao Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm từ đầu tháng 10 năm 2022 nhưng cho đến nay vẫn chưa có thêm các quan chức chính phủ hay ngân hàng nhà nước nào bị xử lý kỷ luật về trách nhiệm liên quan. Trước đó đã xuất hiện tin đồn, vụ án này được xử lý theo sự chỉ đạo của bộ chính trị và tổng trọng sẽ không tiếp tục điều tra về trách nhiệm của ngân hàng nhà nước cũng như giới chức chính phủ. Giới quan sát đặt câu hỏi, tại sao tình trạng quản lý lỏng lẻo tới mức để thất thoát tới hơn 1 triệu tỷ đồng là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan lừa đảo được trong vòng 10 năm nay. Trong thời gian 10 năm đó, trải qua 3 đời thống đốc ngân hàng nhà nước là Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng và đương kim thống đốc Nguyễn Thị Hồng. Vậy tại sao ngân hàng SCB chỉ bị thanh tra duy nhất một lần? Và đây là hình Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tại sao các thống đốc ngân hàng nhà nước như Nguyễn Văn Bình, ông Lê Minh Hưng và bà Nguyễn Thị Hồng lại là những nhân vật có mối quan hệ kháng khích với tổng trọng lại không được điều tra làm rõ? Công luận đặt câu hỏi tại sao ông Tô Lâm và Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 lại không kết thúc trước khi xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát trong những ngày tới đây. Và nếu như cách đây hơn một năm, cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị buộc phải từ chức vì trách nhiệm chính trị trong vụ án chuyến bay giải cứu, thì ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người đứng đầu đảng Cộng sản chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vụ án Vạn Thịnh Phát chơi chiêu cắt đuôi tổng trọng có trốn nổi Tô Lâm hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.